Học vùng lập for để làm gì các bạn? Tiết kiệm được thời gian, kiệm dung lượng của bộ nhớ vi điều khiển. Chương trình của chúng ta sẽ xử lý nhanh hơn. Ta sẽ vận dụng vùng lập for để giải quyết cái bài toán này mà không cần phải gõ 100 lần. Thậm chí các bạn khai báo 50 cái ngõ ra thì chúng ta cũng chỉ dùng một cái hàng code như vậy thôi. Chào các bạn, video này chết đi thì chúng tôi sẽ bắt đầu sử dụng khai thác các cái tập lệnh tương đối là thú vị. Thì những tập lệnh này nó sẽ giúp chúng ta làm cho chương trình chúng ta ngắn gọn hơn, thông minh hơn. Đó, thì trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn khai thác cái tập lệnh đó là vòng lập for. Thì vòng lập for này thì cũng là một cái nội dung rất là thú vị mà tôi nghĩ là nó sẽ giúp cho các bạn giải quyết rất là nhiều vấn đề trong lập trình vi điều khiển nói riêng, và có thể là vận dụng cho rất là nhiều cái nội dung khác mà có thể là những bạn trong lĩnh vực tự động hóa sẽ gặp phải nha. Thì học vùng lập for để làm gì các bạn? Để tiết kiệm được thời gian. Tại vì sao? Dùng vùng lập for sẽ làm cho chương trình chúng ta ngắn hơn, thì chúng ta đỡ mất công phải gõ nhiều cái hàng code, do đó tiết kiệm nhiều thời gian. Cái thứ hai đó là tiết kiệm dung lượng của bộ nhớ vi điều khiển. Thì vi điều khiển có bộ nhớ giới hạn, thì chúng ta gõ cái dòng code càng dài, tức là cái code trong chương trình chúng ta càng dài thì làm cho cái bộ nhớ nó càng lớn, là có khi là sử dụng tràn cái bộ nhớ sẽ không có hiệu quả ha. Cái thứ ba đó là chương trình của chúng ta sẽ xử lý nhanh hơn vì code của chúng ta ngắn, tức là code nó sẽ chạy từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, thì code càng ngắn thì chương trình sẽ thực thi càng nhanh hơn. Do đó chúng ta sử dụng một lập for để có mục đích như thế này ha. Rồi, ví dụ như bây giờ chúng ta có một con robot, thì một con robot này nó sẽ thực hiện để làm hoàn thành một cái sản phẩm thì nó sẽ có 4 bước. Ví dụ như nó sẽ gấp sản phẩm từ cái vị trí này, và bước thứ hai nó sẽ đưa ngâm vào cái dung dịch thứ nhất, và cái bước tiếp theo là sẽ ngâm vào cái dung dịch thứ hai, và nó sẽ đưa tới cái vị trí B ha. Thì hoàn thành một cái quy trình như vậy thì nó sẽ tính là một chu kỳ. Thì giả sử như bây giờ nếu như mà các bạn lập trình cho nó hoạt động tạo ra 100 sản phẩm, thì có phải là chúng ta sẽ lập trình 100 lần thực hiện các cái bước này không, đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ vận dụng vòng lập for để giải quyết cái bài toán này mà không cần phải gõ 100 lần của 4 cái bước này, ví dụ như vậy. Hoặc là đơn giản nhất đó là gì? Đó là khai báo trong Arduino. Ví dụ như bây giờ bạn có 8 cái chân Arduino để dùng là ngõ ra, thì bình thường các bạn sẽ dùng cái lệnh là pin mode, và các bạn khai báo từng cái chân là output, đúng không? Và các bạn muốn khai báo 10 chân hoặc 8 chân thì các bạn sẽ làm một dọc là một chục hàng như vậy. Tuy nhiên nếu như các bạn áp dụng vùng lập for thì chúng ta chỉ cần là cho vùng lập for nó chạy, và chỉ cần một cái hàng lệnh như vậy thì đã giải quyết được một cái bài toán này. Thậm chí các bạn khai báo 50 cái ngõ ra ha, thì chúng ta cũng chỉ dùng một cái hàng code như vậy thôi. Hoặc là gì? Hoặc là các bạn muốn 10 cái chân con đèn led cùng sáng hoặc là cùng tắt, đúng không? Thì các bạn bình thường các bạn sẽ dùng một lệnh là digital write và khai báo chân đó mức 2 hoặc là mức loud. Thì như vậy nếu như các bạn cho 50 cái chân nó cùng sáng thì các bạn phải thực hiện 50 cái hàng lệnh này. Tuy nhiên nếu như các bạn dùng một for thì các bạn chỉ cần là dùng một cái hàng như vậy thôi là đã giải quyết được bài toán như vậy rồi. Đó, cho nên chương trình của chúng ta sẽ ngắn gọn và sẽ chạy nhanh hơn so với chương trình là không có khai thác những cái thuật toán, những cái lệnh thú vị ha. Rồi, thì trước khi chúng ta tiến hành vào lập trình thì các bạn cần phải tìm hiểu cái cấu trúc và nguyên lý hoạt động của vùng lập for nó như thế nào. Thì cấu trúc của nó sẽ có cái chữ là for bắt đầu. Thì cái for này lưu ý chữ F này là viết thường chứ không viết hoa nha các bạn. Bắt đầu mở ngoặc tròn, và các bạn quan tâm cho tôi ba cái nội dung xen kẽ nhau bằng dấu chấm phẩy ha. Đầu cái này đó là giá trị bắt đầu. Giá trị bắt đầu này có thể là các bạn gán cho một cái biến bằng một con số nào đó, 101 hoặc là thứ n 100 vân vân, không có vấn đề gì cả ha. Điều kiện đó là gì? Tức là chúng ta sẽ thực hiện một cái tập lệnh so sánh nào đó ha. Ví dụ như chúng ta so sánh một cái biến với một con số xem cái nào lớn hơn, cái nào nhỏ hơn. Thì nếu như mà cái điều kiện này á, dẫn đến kết quả là đúng thì sẽ đi thực hiện cái khối lệnh này. Ví dụ như bây giờ nó sẽ cái điều kiện này á, nếu mà đúng nó sẽ cho thực hiện một cái quy trình là 5 bước ha. Thì sau khi thực hiện 5 bước đó xong thì nó sẽ tính là một chu kỳ. Thì như vậy sau khi thực hiện một cái khối lệnh
thì sẽ làm cho cái giá trị bắt đầu của chúng ta đó tăng lên một lần hay gì đó, một lần hoặc hai lần, do chúng ta tùy chỉnh cái bước nhảy ha. Thì bước nhảy này chúng ta có thể là gì, có thể là dùng cái lệnh là y bằng y cộng cộng, thì cái lệnh này sẽ làm cho cái biến y này sẽ tăng lên một lần, hoặc là y bằng y cộng một thì sau khi thực hiện cái lệnh này sẽ làm cho biến y tăng lên một lần, hoặc là y bằng y cộng hai thì không thì sau khi thực hiện xong cái lệnh này sẽ làm cho cái biến y ban đầu tăng lên hai đơn vị ha, ví dụ như vậy, hoặc là giảm hai đơn vị đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi tiến hành lập trình một cái bài tập cụ thể như sau ha. Thì cái đề bài chúng ta gồm có một con đèn led sẽ chớp tắt với chu kỳ là 3 giây, nghĩa là đèn led sẽ sáng 3 giây rồi tắt, 3 giây sau thì sáng lại, và nó hoạt động lặp lại như vậy đủ 4 lần thì sẽ kết thúc chương trình. Thì trong bài tập này chúng ta chỉ cần sử dụng là một cái đèn led cho nó sáng tắt với chu kỳ 3 giây và thực hiện 4 chu kỳ ha. Thì sẽ nói với cái chương số 8 của Arduino. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tiến hành mở chương trình Arduino lên và tiến hành lập trình. Thì tôi xem cái code ha. Cái code tôi sẽ tạo ra một cái chương trình mới ha. Arduino. Rồi, tôi sẽ viết cái chương trình và tôi sẽ lưu lại là đây là bài tập bài code bài 13, và tôi sẽ lưu vào trong cái máy tính để tôi đính kèm trong phần mô tả video. Các bạn có thể lấy về để theo dõi nếu như cần thiết ha. Code bài 13. Rồi, tôi sẽ xóa hết ha. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi khai báo cái chân mà chúng ta sẽ là làm nó ra vậy ha. Thì bây giờ trong đề bài chúng ta chỉ có một con ra thôi, thì tôi sẽ khai báo một chân in less bằng 8. Bằng 8 là do là phần cứng của Arduino của tôi là chân số 8 này, đúng không? Đó. Thì sau khi khai báo chân số 8 xong thì chúng ta mong muốn cái chân này là ngõ ra, thì khai báo là vol setup mở ngoặc tròn đóng ngoặc tròn enter mở ngoặc nhọn enter, và pin mos của con led này là output kết thúc một dòng lệnh thì thực hiện dấu chấm phẩy ha. Rồi tiếp theo là cái chương trình chính vol loop. Thì các bạn lưu ý, khi mà chúng ta sử dụng một cái chương trình hoạt động theo cái chu kỳ, có nghĩa là nó sẽ giới hạn số lần lặp lại. Còn cái vòng vol loop này nó sẽ làm cho chương trình chúng ta chạy mãi, tức là chạy theo một cái vòng tròn mãi mãi không dừng ha. Thì như vậy, nếu như vậy thì chúng ta sẽ phải gì để chống cái nội dung trong cái vol loop này, tức là ta không lập trình gì trong cái vol loop này hết, mà chúng ta sẽ đi tiến hành cho nó chạy ở trong cái phần vol setup, và cái thực hiện này chỉ một lần thôi ha. Thì như vậy bây giờ chúng ta sẽ cho cái vòng lặp for nó chạy. Thì bây giờ tôi mong muốn là 4 chu kỳ, đúng không? Thì tôi sẽ sử dụng cái vòng lặp for và tôi gắn giá trị ban đầu bắt đầu là từ chu kỳ thứ 0 đầu tiên, hoặc là chu kỳ thứ 1 chu kỳ đầu tiên, hoặc là 0, đúng không? Nghĩa là sau khi nó chạy hết một quy trình thì nó sẽ tăng lên một đến một chu kỳ. Như vậy kết thúc chấm phẩy. Bây giờ chúng ta sẽ đi thực hiện cái điều kiện. Điều kiện bây giờ này gì? Y này bằng 0. Y mà nhỏ hơn mà cái số chu kỳ mà chúng ta mong muốn, nghĩa là 4 chu kỳ. Nghĩa là gì? Y chạy từ 0 đến 3 thì sẽ là thực hiện là 4 chu kỳ. Như vậy khi mà nhảy lên là bằng y bằng 4 thì nó sẽ không thỏa mãn cái điều kiện này, sẽ thoát chương trình ra ha. Thì như vậy chúng ta sẽ đi thực hiện là so sánh với 4 để khi tới chu kỳ thứ 5 thì sẽ thoát ra ha. Thì bây giờ nếu như cái điều kiện này là đúng thì tôi thấy là y ban đầu bằng 0 nè, mà 0 nhỏ hơn 4 thì kết quả là true. Thì true thì chúng ta sẽ đi thực hiện một cái khối lệnh ha. Chúng ta quay lại nè, nếu mà thực hiện đúng điều kiện mà true sẽ đi thực hiện khối lệnh, thì khối lệnh của chúng tôi sẽ bắt đầu bằng dấu mở ngoặc enter. Thì tôi sẽ làm chương trình là gì, cho đèn sáng đi ghi so bright, và cái con led của tôi là mức 2, kết thúc chấm phẩy, sáng 3 giây, delay 3000, và tắt đi ghi to bright, cái con led này mức loud chấm phẩy, và tắt 3 giây thì sáng thì delay 3 giây,
và sau khi thực hiện lệnh này xong sẽ quay lại cái lệnh này ha. Tuy nhiên sao, khi thực hiện hết một cái khối lệnh này, tức là bắt đầu từ cái dòng lệnh đầu tiên tới dòng lệnh này, thì nó sẽ tính là một chu kỳ, thì lúc này cái biến y ban đầu sẽ tăng lên một lần ha, y cộng cộng đóng ngược lại đó. Thì lúc này sau khi thực hiện cái chu kỳ đầu tiên thì lúc này là y này là lên là gì, y này là y này sẽ bằng một, hoặc là các bạn hay gọi là y bằng y cộng một cũng được ha. Lúc này y bằng không cộng cho một thì bằng một, và một nó gán về đây ha. Lúc này y sẽ bằng là, sau đây các bạn ha, y bằng một thì một sẽ gán về đây, một so sánh với bốn là đúng là true, sẽ đi thực hiện tiếp cái khối lệnh này. Sau khi thực hiện đúng cái khối lệnh này xong sẽ quay lại, một cộng với một là bằng hai, hai lại gán về đây, và cho đến khi nào y này bằng bốn thì nó sẽ thoát ra chương trình, sẽ không thực hiện nữa ha, không thực hiện nữa. Và như vậy cái chương trình của chúng ta đến đây là kết thúc ha. Mình sẽ kiểm tra lại các bạn ha. Thì các bạn thấy là ở đây nó có một cái biến y, thì cái biến y này chúng ta đang sử dụng nó nhưng chúng ta chưa định nghĩa nó, thì chương trình sẽ báo lỗi ngay. Do đó chúng ta cần khai báo cái biến y này ở trong cái biến gọi là biến toàn cục in y chấm phẩy ha, và kiểm tra lại point setup cái led này là ngõ ra, và cho y này bằng không, y nhỏ hơn 4 thì y thực hiện các khối lệnh này cho đến khi nào y không bằng 4 nữa thì thoát ra. Cứ mỗi một chu kỳ sẽ làm cho cái biến y này tăng lên một lần đó ha. Void setup và void loop chúng ta sẽ để trống, void loop này sẽ lặp lại mãi đó các bạn ha, thì chúng ta để trống thì nó sẽ không lặp lại nữa nếu như kết thúc cái vòng lặp for này. Và chúng ta sẽ biên dịch rồi, không có lỗi các bạn ha. Thì bây giờ tôi sẽ đi tìm cái file, để tìm cái đuôi có chữ hash chấm hash ha, chấm hash đây các bạn ha. Copy cái hàng hash này, Ctrl C, và tôi mở cái phần cứng lên, và tôi Ctrl A delete và Ctrl V vào và OK. Bây giờ tôi sẽ tiến hành nhấn play thì sẽ sáng tắt bốn chu kỳ ha, bốn chu kỳ thì nó sẽ dừng hẳn. Rồi sáng ha, tắt một chu kỳ, hai chu kỳ, ba chu kỳ, bốn chu kỳ ha. Vậy chúng ta xem nữa nó sáng lại không ha. Rồi như vậy là chương trình của chúng ta chỉ có sáng là đúng bốn chu kỳ, đúng theo cái code lập trình mà chúng ta đã thực hiện ha. Rồi như vậy là đây là một cái bài tập ví dụ rất là cơ bản về việc ứng dụng cái vòng lặp for để giới hạn cái số vòng lần lặp lại của một cái chương trình đã. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Mời các bạn đón xem những video tiếp theo, có chúng tôi sẽ khai thác cái vòng lặp for nhiều hơn nữa để cho các bạn thấy là cái việc rất là hữu dụng của vòng lặp for ha. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chân thành cảm ơn.